thương mình quay quần mỗi bước chào nhau bằng những cái đến hello xin chào các bạn các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại trong buổi phát trực tiếp của chị Hiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé, được không nào? Nên thôi, em cũng chỉ cần là mới đây anh luôn bên em thương em cho dù đôi khi em hay câu có làm mề có những lúc hạnh phúc như khóc qua hãy cùng em nhớ đến những ngày hôm qua mới đây đau thương anh thay cho em xin chào các bạn xin chào Yến Xin chào Tuyết Nhi vẫn lâu... mã cùng sống chờ Hello, xin chào các bạn, xin chào Duy Anh, xin chào em Xin chào Ngọc Nguyễn, xin chào em Nhớ giọng chị quá Chị cũng nhớ các bạn lắm Các bạn ơi, các bạn đi học về chưa? Xin chào Huyền Trang, fan cứng của chị Cứ lần nào chị phát trực tiếp là chị cũng thấy là Lê Huyền Trang đã vào rồi Ok xin chào Út Oanh Xin chào em cũng fan cứng luôn Xin chào Hoàng Thảo Xin chào em Xin chào Thanh Trúc Hello xin chào Lương Y Võ Cũng fan cứng của chị Hiên luôn Rồi các bạn ơi gửi lời chào tới chị Trong buổi trưa ngày hôm nay nhé Chuyện mai sau sẽ ra sao Nên thôi Em cũng chỉ cần là Mai đây anh luôn bên em thương em Cho dù đôi khi em hay câu có lên men Ôi sao thế Nhi? Sao thế em? Khổ thân Tôi không sao Mình có thể làm lại mà đúng không? Cố gắng lên nhá Rồi xin chào Tấn Huỳnh Xin chào Quỳnh Chi Xin chào em Xin chào Đỗ Phát Xin chào các bạn Dù bao lâu mãi cùng chơi em vừa thi văn xong luôn à đề gì thế thanh giang ok xin chào diệu linh xin chào em vừa mới đi học về à à ok vất vả quá rồi các bạn thân mến, ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn ở trong cái buổi phát trực tiếp cực kỳ đặc biệt như thế này. Được không ạ? À? Cực kỳ đặc biệt như thế này, chị có một cái thông tin muốn trực tiếp thông báo đến với các bạn, đó chính là đầu tháng 12 này, chúng mình sẽ khởi động khóa cốt văn đầu tiên trong năm nay dành cho các bạn 2K3, tiếp nối thành công của khóa cốt văn của các anh chị 2K2 ở trong năm vừa qua. Thế nên nếu như những bạn nào đang có những vấn đề về việc học văn như sau thì các em có thể tham khảo khóa học này nhá. Ok ông nào. Rồi các bạn ơi, À, chị bây giờ chị sẽ liên tục đặt những cái câu hỏi cho các bạn và nếu như các bạn đang gặp những cái vấn đề như thế này thì hãy để lại comment tại đây cho chị biết nhá được không à, à bức tranh tứ bình luôn à vừa hôm nọ chị giảng luôn đúng không kiểu gì chả làm được phải không ạ à? theo dõi livestream của chị hiên mà kiểu gì cũng sẽ làm được đúng không ạ à? rồi các bạn ơi cái vấn đề số 1 chị sẽ nói trọng tâm hôm nay đó chính là về câu nghị luận văn học các bạn nhé câu này thì chiếm tới tận 5 5 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng mình đúng không ạ? Chiếm tới 5 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng mình và câu hỏi đầu tiên mà chị đặt cho các bạn đó là những bạn nào thường xuyên gặp những vấn đề sau khi viết câu nghị luận văn học ạ? Vấn đề số 1 của chúng mình đó là các bạn không biết cách viết. Các bạn không biết cách viết, tức là khi mà cầm đề lên ấy, thậm chí là các bạn đọc các bạn còn không hiểu là cái đề đó đang muốn hỏi về cái phần gì đang muốn hỏi về cái gì cơ những bạn nào đang gặp vấn đề này ạ à? và thậm chí là các bạn không biết viết cái gì không biết bắt đầu từ đâu cả kể cả là trong khi các bạn đã có kiến thức nền về cái phần đó rồi nhưng mà các bạn vẫn bị mông lung và các bạn không biết bắt đầu từ đâu và các bạn thường là rất là loay hoay trong cái việc này những bạn nào không viết không biết cách viết ạ à? rồi xin chào các em xin chào quỳnh hoàng nếu như mà không có bạn nào không biết cách viết thì chị tin là rất là tốt rồi bởi vì chị chị muốn nói với các bạn rằng trong công nghị luận văn học ấy thì cái phương pháp là một trong những cái phần vô cùng quan trọng nếu như các bạn không có phương pháp để làm các dạng đề liên quan tới phân tích liên quan tới so sánh liên quan tới liên hệ liên quan tới chứng minh nhận định thì chắc chắn là các bạn luôn luôn quy tất cả cái này về một phương pháp đó là lao đầu vào mà viết mà thôi được không ạ à? chỉ có một phương pháp duy nhất của các bạn đó chính là em cứ lao đầu vào và em viết chấm hết Đúng không? Em cứ lao đầu vào Mà em viết chấm hết Thế thôi Thế thì cái phương pháp này ấy là cái phương pháp Nhanh nhất để dẫn các bạn tới cái việc Các bạn sẽ đạt được cái số điểm cực kỳ thấp trong môn văn Thậm chí là các bạn sẽ lạc đề Ok không ạ? Đây là vấn đề đầu tiên Cái vấn đề số 2 Nghe chừng có vẻ là cái vấn đề này Nhiều bạn mắc phải này Đó là cực kỳ loay hoay Khi viết mở bài Có rất là nhiều bạn nhá 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua và rất nhiều thời gian trôi qua, không biết viết mở bài như thế nào, băn khoăn vô cùng tận và để rồi cuối cùng viết ra được một cái mở bài bắt buộc phải viết nhưng mà lại thấy không ưng ý. Thế là tự nhiên là tụt hết cả cảm xúc. Nào các bạn ơi, những bạn nào gặp vấn đề này ạ? loay hoay khi viết mở bài ạ, những bạn nào gặp vấn đề này ạ. Giơ tay chị xem. 10 phút trôi qua 15 phút trôi qua 20 phút trôi qua, loay hoay một cách kinh khủng khiếp. Nào, những bạn nào gặp vấn đề này ạ? Cái vấn đề này nó còn nghiêm trọng hơn cả cái vấn đề trên các em biết vì sao Bởi vì là chúng ta để thời gian chết của chúng ta quá nhiều. Thực sự là như vậy. Để cái thời gian chết của chúng ta quá nhiều. Được không nào? Nên là các bạn hãy lưu ý giúp chị nhá. À giờ khắc phục được rồi, thế là tốt rồi đấy. Ok chưa nào? Đây là cái số 2, cái số 03. Đó là các bạn cảm thấy là cái phần phân tích của mình ấy. Đây là cái luận điểm quan trọng nhất và chiếm nhiều điểm nhất đúng không? Nó rất là nông. Tức là cảm giác là không hay rồi. Không sâu rồi. Được không ạ? À? Cảm thấy không hay và không sâu ạ? À? Và không biết được rằng là mình nên bắt đầu từ ý nào trước ý nào sau ạ à? Tức là không biết sắp xếp các ý Không biết sắp xếp các ý Nào những bạn nào bị trường hợp này nữa ạ Những bạn nào bị trường hợp này nữa Không biết sắp xếp các ý À không biết sắp xếp các ý luôn Cứ lộn xộn ấy <laughs> Tự nhiên đã viết phân tích cái này xong chợt nhớ ra Thôi chết rồi ở câu trên mình lại không phân tích cái ý trên rồi Làm nào bây giờ Tự nhiên quên hẳn đi một ý á Tự nhiên quên hẳn đi một ý. Thế xong một lát nữa bảo hay là mình viết lên đây, nhưng bây giờ mình viết thêm vào đây thì xấu lắm, làm thế nào bây giờ? Đó, đây là một cái mà <laughs> chị tin là 100 bạn đang xem phần livestream này thì có có nghĩa là có nghĩa lẽ là chắc phải đến khoảng 70 đến 80 bạn mắc phải cái lỗi này. Tức là đang viết tự nhiên lại bị cái trường hợp là ôi trên kia mình viết thiếu một ý, kiểu như vậy. Đúng rồi á, à, chị bực lắm. <laughs> lại là em, ok không ạ? Cái số 4 này nhá. Là chúng ta không biết liên hệ mở rộng ạ nói thật với chị chứ em phân tích em còn chưa xong nói gì đến việc liên hệ mở rộng hả chị mà nhiều khi em có một số câu liên hệ mở rộng em chợt nghĩ ra rồi nhưng mà em còn chả biết viết vào thế nào cơ à đây là một cái phần mà chị nghĩ rằng là đó là lý do tại sao mà các bạn cái bài của các bạn nó chưa hay nó chưa sâu và nó chưa phong phú được không ạ nó tạo ra cái cảm giác một cái bài đọc bị dập khuôn và rất là nhàm chán, được không nào? Đó, đây là một cái tiếp theo ạ, không biết liên hệ mở rộng ạ. Đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta thường gặp và có một cái vấn đề này này, đây là cái vấn đề mà chị nghĩ là các bạn mắc nhiều nhất ạ. Đó chính là các bạn không biết chuyển ý và liên kết câu, không biết chuyển ý và liên kết câu ạ không biết chuyển ý và liên kết câu. Đây là cái lỗi mà chị thấy là chị chấm bài là chị gặp lỗi này là nhiều nhất. Bởi vì đa số các bạn đều chỉ mang cái tính chất là tôi học cái câu văn đó rồi rồi tôi đặt vào, xong bắt đầu là tôi cũng chẳng biết là liên kết với cái câu sau như thế nào cả. Nó cứ sơ sài mà cảm giác đọc cứ như là một cái bài liệt kê ấy. Cái cảm giác là như vậy. Đúng không ạ? Thì bản thân chị cảm thấy đây là những cái lỗi mà các bạn cảm thấy rằng là mình vẫn bị yếu ở trong cái công nghị luận văn học và có thêm một cái lỗi nữa ạ, à. đó chính là không biết viết khái quát luận điểm khái quát là một luận điểm cực kỳ khó nhằn đối với các em, đa số trường hợp là như vậy và các bạn bảo là ôi dồi ôi viết cái gì mà khó thế, khái quát bây giờ mình chẳng biết là tổng quát lại như nào bây giờ không biết làm nào bây giờ, đó được không ạ? À? và cái cuối cùng đó là các bạn gì ạ? Cái cuối cùng đó là các bạn kết bài chỉ mang cái tính chất chống chế thôi. Và cái số 8 là không biết phân chia thời gian, viết thường xuyên bị thiếu ý, thậm chí là có những cái thời điểm còn không cả viết được hết bài, bởi vì là muốn có quá nhiều thứ để viết nhưng mà lại không biết là gì ạ, không biết tiết chế lại, chỗ thì viết quá dài, chỗ thì lại phân tích quá nông. Đó là lý do tại sao mà cái phần phân chia thời gian này khiến cho chúng ta tốn gì ạ? Chúng ta còn không cả kịp để kết bài. Đúng không ạ? Nếu như các em đang gặp tất cả những cái vấn đề này, 8 cái vấn đề trọng tâm nhất khi mà viết nghị luận văn học ở đây thì chị muốn gửi đến các bạn một cái lời khuyên, đó là hãy nhanh chóng đăng ký khóa học cốt văn của team học văn chị Hiên các bạn nhé. Ở trong khóa học này, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về cách để thiết lập một cái bài văn và chủ yếu ở dạng phân tích là cái dạng đề tiên quyết nhất thật là hay. Chúng ta sẽ có hành trình 10 buổi cùng với nhau và 10 buổi này sẽ là 10 buổi để các bạn có thể đứng ở một cái level khác, ở một cái đẳng cấp khác khi mà chúng ta viết một cái bài văn. Được không ạ? À? Năm vừa rồi thì có gần một bạn, gần một nghìn bạn học sinh đã học cùng với chị trong khóa cốt văn cuối cùng Nhưng mà chị cảm thấy là để học cốt văn vào giai đoạn cuối cùng thì nó hơi muộn, thực sự là như thế Thì chị muốn là Bản thân các bạn có thể đồng hành cùng với chị trong cái khóa học cốt văn này Và ngày hôm nay, chị sẽ dành một cái ưu đãi đặc biệt cho các bạn như sau ạ Hiện tại, học phí của khóa học cốt văn là 499.000 trên một bạn Ở khóa học này thì chúng ta sẽ có bài tập về nhà, có tài liệu, có đủ mọi thứ luôn Được không ạ? Nhá! Có đủ mọi thứ luôn nhá các bạn nhá Tài liệu này, sau mỗi buổi học này uh, Bài tập về nhà, chấm bài tập sửa bài tập được không ạ? Và quan trọng nhất là những cái phần giảng của chị Ok chưa nào? Nhưng ngày hôm nay nếu Đăng ký theo nhóm ba bạn một nhóm cùng nhau đăng ký nhá ba bọn ba bạn một nhóm thì học phí của mỗi bạn sẽ giảm xuống là 399.000 chín nhá được không ạ chị khuyến khích các bạn là hãy đăng ký cá nhân tức là gì ạ nhiều bạn thì nói rằng là chị ơi em em muốn là hai đứa em cùng gộp chung để học một khóa học được không chị đương nhiên là được chị không quan ngại về cái việc đấy nhưng cái vấn đề chị muốn nói ở đây là bản thân các bạn phải chủ động bởi vì cái phần chấm bài ấy sửa bài là cái phần rất quan trọng luôn đấy thực sự là như vậy cái phần chấm bài và sửa bài rất là quan trọng nếu như các bạn không được chấm bài và không được sửa bài thì chắc chắn đó là một cái sự thiệt thòi rồi mà nếu như chúng ta mà kiểu như là hai người mà cùng một nick mà cái việc chấm bài thì đương nhiên là chị sẽ chỉ chấm một bài thôi Và như vậy thì các bạn sẽ mất rất là nhiều quyền lợi Thế nên là hãy tìm thêm hai người bạn nữa Để tạo thành một cái nhóm ba người bạn ở ngày ba người bạn Và đăng ký cái khóa học cốt văn này của chị Ok chưa nào? Ở trong cái khóa học này như chị đã nói Chúng ta sẽ cùng với nhau giải quyết tất cả 8 cái vấn đề Mà các bạn thường gặp ở trong cái câu nghị luận văn học này Ok không ạ? À? Khi mà không có phương pháp đúng loay hoay viết mở bài phân tích vẫn còn nông và chưa hay sắp xếp các ý còn lộn xộn không biết liên hệ mở rộng không biết chuyển ý sao cho mềm mại không biết liên kết câu sao cho logic không biết viết khái quát kết bài thì lại viết theo cái kiểu là chống đối hay là cái phần gì ạ chia thời gian thì lại bị lố thời gian thì đó là cái mà chị muốn là sẽ làm cùng với tất cả các bạn ở trong khóa học ngày hôm nay được không ạ trong cái khóa cốt này Ok chưa nào? Chị nghĩ là chị không cần nói nhiều, chị sẽ dừng lại ở đây thôi. Còn lại tất cả sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào các bạn. Chị rất là hy vọng đầu tháng 12 có thể được gặp các em trong một cái khóa học rất là khí thế, hừng hực khí thế. Đó là cái khóa học cốt văn cùng nhau viết những cái bài viết nghị luận văn học thật là hay. Được không nào? Còn buổi trưa ngày hôm nay thì rất cảm ơn các em vì đã theo dõi phần livestream này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo các em nhé. Muốn đăng ký khóa học thì các em cứ nhắn tin cho em in fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn và tìm hiểu thêm những thông tin về khóa học mới nhất này của chị Hiên các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye!